Chào cô. Xin chào. Tôi là Linh Lê, tôi có hẹn với Tuấn Linh. Mời cô. Ngày này không được vào. Xin lỗi, đây là trợ lý của tôi. Chỉ mình cô được vào thôi. Đây là nguyên tắc, xin thông cảm. Ok. Đề nghị cô đưa ra cho tôi giữ. Đây là nguyên tắc. Mời cô. Em gửi chị thu nhập 3 tháng vừa rồi, 3 triệu đô. Nhiều thế. Em đưa cho anh chị hết thì lấy gì mà ăn. Thôi, chị không dám nhận đâu. Thật ra thì công lớn thì mình nhận nhiều, còn như tụi em làm ít thì ăn ít thôi. Trong việc làm ăn mà chị, tụi em phải biết trên biết dưới thì sau này mình hợp tác với nhau mới bền chứ. Chị cứ nhận đi cho em nó vui. Không dễ gì mà gặp mấy em mà sống biết điều như vậy đâu chị. Mấy em nó còn trẻ mà, đường nó còn dài, còn lo làm nhiều lắm, cho nên chị đừng có lo. Nếu mà em nói thế thì chị đành nhận vậy. Cảm ơn em. Ôi, em chu đáo quá. Chị nghe nói công ty em xảy ra chuyện gì à? À, chuyện của ông Lâm Dũng á mà. Ông vượt mặt cả anh Linh với cả anh Thạch nữa. Ông thuê một nhóm hacker tấn công vào 999 Club. Đúng là vuốt mặt không nể mũi mà. Giờ có xảy ra chuyện gì không? Don't care vậy, mọi chuyện em đã giải quyết xong rồi. Nhưng mà em chỉ lo là sau này ông sẽ tiếp tục tìm cách để mà ngăn cản chuyện làm ăn của nhà mình thôi. Chị à? Hai hôm trước em có điện thoại cảnh báo ông ta rồi, mà không biết có chắc là ông ta có chịu dừng lại hay không thôi. Cho nên mình phải nhờ anh Nhà tác động với bên bộ truyền thông để mà cấp phép nhanh chóng cho 99 Club. Từ đó nó sẽ chắc chắn hơn về mặt pháp lý chị ạ. Hiểu rồi. Thôi như này này, để lát nữa chị sẽ lựa lời nói với anh. Anh sẽ gọi điện ngay cho mấy anh bên bộ 4T. Anh Linh nhà chị thì rất có uy tín. Anh chỉ nói vài câu thì chị nghĩ sẽ ổn thôi. Em yên tâm nha. Chị có thể nào cho em gặp anh Linh được không? Em nghĩ là khi mà em trò chuyện trực tiếp á, thì anh sẽ hiểu hơn về vấn đề này. Không được, chờ dịp khác đi em. Ông ấy mới bực tức anh, cứ đem chuyện công về nhà bàn không đó. Đúng rồi em ạ. Tính anh ấy thì xưa nay vẫn vậy mà. Chị đã cải tạo mãi mà không thức thời gì cả. Người già rồi cho nên là cũng cổ hủ lắm. Nếu anh ấy không phải là tướng á thì chị đã bay từ lâu rồi. Chà, sau 14 ngày không có ăn cơm nhà, hôm nay là ngày thứ 65 ăn cơm ở nhà. Ngồi ha. Ăn cũng nói, không ăn cũng nói. Thiệt á, không biết làm sao mới vừa lòng ba nữa. Dạ. Bây giờ ba muốn làm sao? Con thấy ba như càng già ba càng khó chịu, khó tánh giống mấy bà tám rồi đó. Vậy ba hỏi thăm ba quan tâm gì thôi chứ có gì đâu con móc môi ba dữ vậy. Ai móc môi gì ba? Thì ba sợ cho con thôi, chứ không ba không quan tâm ba để con ăn cơm đường cháo chợ đó. Rồi lúc đó con xuống xác con ốm o gầy mòn, con xấu quắc á, con hiểu chưa? Ba này ba cứ nói vậy hoài à, không có chuyện đó đâu. Có chuyện đó hả? Giờ nghe tôi hỏi nè, trả lời cho tôi đàng hoàng tử tế coi.
Chuyện thằng Phong sao? Được hay không được nhưng phải trả lời cho anh ta biết. Để gần tháng này người ta không có tới đây rồi đó. Hả? Không được. Cái gì? Cái con nói cái gì mà nhẹ tên như Long Hồng vậy? Quen nhau 7-8 năm rồi có. Cái gì vậy? Quen 7-8 năm thì đã sao ba? 7-8 năm mà bây giờ không hợp thì thôi, mình không có quen nữa. Trời đất ơi, 7-8 năm mà làm như là 7-8 tháng, 7-8 ngày vậy trời. Cô mới nơi cũ đúng không? Hả? Ngờ con gái của ba cũng bốc hốt dữ rồi ha. Ba, con đâu có như vậy đâu. Ba đừng có nói vậy nha. Thôi. Cái gì? Ba dạ. Đây đi, ba đợi đi, con lên con kêu lĩnh với lại bác gái xuống ăn. Ê, xưng hô ngọt ngào quá ha. Trời đất ơi, tao nghi lắm mà nghe. Thôi, em xin phép. Đến. Thế... À, em về nhé. Con gái, thế tại sao con không nói với ông ta để cho ba vào? Ba chỉ gặp ông ta một tiếng thôi, có tốn nhiều thời gian của ông ta đâu. Thế thì à, thế con có hẹn ông ta ra ngoài gặp cha không? Khi nào? Con có gặp được ổng đâu mà hẹn. Con chỉ mới gặp vợ ổng thôi, con giao tiền. Với lại cái chuyện này rất là khó mở lời. Giời ơi, thế mày có biết là tao kết công ra đây để làm gì không? Mà tại sao mày không mở lời ra? Daddy, lần trước con chỉ mới đề cập đến vấn đề của Daddy thôi là ổng đã nổi giận rồi. Giống như là ổng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ con còn lì mặt ra con nói thêm một lần nữa, ổng nổi điên lên á. Là cái vụ làm ăn của con gặp vấn đề lớn á, Daddy phải hiểu cho con chứ. Rồi ạ, mày có biết là tao trông ngóng muốn gặp ông ấy cần như thế nào không? Ừ, rõ chưa? Rồi, thế là hai cha con mình kết công ra đây là công cốc à? Daddy, sorry Daddy, nhưng mà DBC của con á đang... Con đang cái gì? Tao gọi mấy thằng Hùng về đây là để giúp việc cho tao, chứ không phải là để giúp mày làm giàu thôi không? Rồi ôi, bộ mày nghĩ là tao cần chúng mày kiếm tiền cho tao hả? Mà tao cho mày được thì tao lấy lại được. Mày làm trái ý tao thì đừng trách nhá. Thôi Daddy, hiểu chưa? Tỉnh lại đi. Con xin lỗi Daddy, tất cả là lỗi của con. Daddy cho con một cơ hội nữa đi. Đồ vô dụng. Daddy. Cái gì? Con là con của cha mà, tại sao cha cư xử với con như vậy? Tao đâu có mình mày là con. Mà nếu có là con đi chẳng nữa, nhớ, làm trái ý tao, tao cũng giết. Hiểu chưa? Con giúp con này. Lúc ngủ nhìn không có lất cất, hổng chả treo, nhìn dễ thương ghê. Hai người đó ngủ say quá à. Cho nên là bây giờ mình chừa hai phần để cho bác gái với lĩnh ăn. Còn con chuẩn bị đi trực. Khoan đã, ngồi xuống. Cái thằng đó nó nhỏ tuổi hơn con. Hả? Nó lại đang bị truy nã nữa. Con nghĩ làm sao vậy? Bao nhiêu năm theo nghề, đừng có vì cái chuyện đó mà công sức bỏ sông bỏ biển hết. Hả? Giờ ba làm sao? Ba có ăn cơm không? Rồi sao gì, trăng sao cái gì mà trăng sao. Ba chỉ thấy rằng là 7 năm mà thua 7 ngày có bồng bột quá không thôi.
Không ấy thôi, giờ ba ăn cơm mình đi, con lên trên phòng. Ý trời ơi, thì tâm hồi nào giờ ngồi ăn cơm một mình, bây giờ có người ngồi ăn chung như vậy là quá vui rồi, mừng quá rồi. Thôi bới cơm đi. Nhưng mà trong cái chuyện này à, là tôi thấy tôi nghi nghi nha. Mà tao nghi là khó à nha. Ba ăn đi. Dậy đi. Làm gì mà ngủ ly bì ý như mấy con gấu trúc ngủ đông vậy đó. Nhanh lên. Ừ. Đi xuống ăn. Biết rồi. Nhanh lên đi xuống ăn đó. Xuống trước đi. Ăn sáng đi nè. Ừ, mẹ. Ừ, mẹ ăn đi. Không về đâu rồi. Đi tập thể dục rồi, chắc chút nữa về đó. Mà nè, ở nhà đừng có kiếm chuyện nha, đừng để cho ông bực đó. Được rồi. À, tí đi làm không? Ừ, hôm nay ngày quan trọng lắm, sếp Dũng đi Hà Nội rồi. Chị, đi họp á hả? Ừ. Tôi mà không phá được cái vụ án này có hợp 1000 cục cũng như không. Ăn nói cho cẩn thận vô. Ngày hôm nay sếp Dũng đi gặp bộ trưởng đó. Vụ án sòng bài này có được tiếp tục hay không một phần nhờ vô quyết định của bộ trưởng đó. Lỡ không cho là sao? Thì đương nhiên là phải ngừng lại chứ sao. Ê, mà ngừng về là không phải tại tôi nha. Nhưng mà Mai tin là bộ trưởng sẽ có quyết định đúng đắn. Ừ. Không có lý nào công an lại đi bảo kê cho bọn đánh bạc đánh bài được. Ừ. Ngon không? Ngon hơn hủ tiếu cũ. Trời. Nghe chưa? Lĩnh không hề có động cơ giết người. Tôi dám khẳng định với anh điều đó. Trước khi ông Cường còn sống hay lạm dụng cậu ta, hoặc cậu ta đã quay phim lại những cảnh đó để khống chế Can Cường, thì hà cớ gì Lĩnh lại giết Can Cường? Vậy theo anh, đoạn phim đó bây giờ đang ở đâu? Tôi cũng đang tìm. Vấn đề ở đây là tôi không biết, anh không biết, và phạm nhân khai với anh cũng đều không biết. Vậy theo anh, ai sẽ là người biết? Chắc chỉ có Lĩnh biết. Có thể cậu ta đã lưu giữ cái clip ở đâu đó. Tôi biết ông Cường là người đồng tính, nhưng ông Cường là một giám thị của trại giam, đã là một công an cấp cao thì không thể làm điều dơ bẩn như vậy được. Tôi nghĩ câu chuyện này do một nhóm phạm nhân nào đó dựng lên thôi, hòng bôi nhọ danh dự của cán bộ. Đúng, không có cái clip đó trong tay thì không thể khẳng định được chuyện này, tôi công nhận. Nhưng vừa rồi tôi có gặp chị Cúc, vợ của ông Cường. Chị Cúc kể khi ông Cường còn sống có một số tài liệu bí mật, trong đó có một cái USB. Vậy theo anh, nó mang ý nghĩa như thế nào? Nhưng vấn đề ở chỗ cái USB đó chị Cúc đã đưa cho ông Xuân và một người đàn ông người Hoa tên là A Thòn, mà hai người này có mối quan hệ rất thân thiết với ông Cường khi còn sống. Vậy anh biết trong USB có chứa đựng gì không? Không. Nhưng chắc chắn nội dung trong cái USB đó có liên quan đến cái chết của ông Cường. Và hôm nay tôi đến đây để đem cho anh hai tình tiết quan trọng của vụ án này. Và tôi muốn anh suy nghĩ lại hướng điều tra của vụ án này. Theo tôi nghĩ, Lĩnh không có lý do gì để giết Can Cường hết. Tại sao? Anh cứ chăm chăm điều tra cậu ta thì cơ hội trốn thoát của kẻ giết người ngày càng cao đó. Thôi được rồi, tôi sẽ tiếp thu ý kiến của anh. Nhưng hiện giờ thì chúng ta không có cái clip của Lĩnh và cái USB của ông Cường, thì tất cả không thể kết luận được. Tôi mong rằng sắp tới anh sẽ hợp tác với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra tang chứng và vật chứng. Cảm ơn anh đã bỏ thời gian lắng nghe tôi. Và điều cuối cùng, tôi muốn anh để mắt đến hai người bạn của ông Cường. Rất có thể những điều bí mật lại nằm ở những nơi mà ta không ngờ tới. Chào anh. Cái gì vậy? Thích khách. Thích khách gì? Thích mày à? Không,
vua cha cấm đó. Vua cha nói công chúa phải giữ giá đó, không được sa đọa, lấy phải phàm phu tục tử là chốt luôn. Trời ơi, biết nghe lời quá nên mới ra ông nổi này nè. Thôi đi, ông đừng chấp mẹ tôi nữa, mẹ tôi bị bệnh mà. Với lại ông nữa, đừng làm bà sợ nữa. Không sợ. Ông về này á, ông dễ thương lắm á. Thôi làm ơn làm phước đi, đừng có cự sằng sặc giữa trưa đó. Còn mày nữa, làm cái gì mà tự nhiên cái la toan lên như mắt bố vậy? Thì tại vì đang căng thẳng quá, la giải tỏa thôi, làm gì căng. Căng chứ sao không căng? Mẹ con mày trốn ở đây á, làm ơn làm phước yên lặng giữ trật tự giùm. Người ta mà biết á, là khổ cái thân già của tao, nghe rõ chưa? Biết rồi. Biết rồi cái gì? Còn có 4 ngày đó, làm sao đó thì làm, đừng có để ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp con gái tao nghe. Vì 4 ngày qua ông còn nói 5 mà tự nhiên giờ còn 4. Ê, hôm qua không phải 1 ngày hả? Hôm nay còn 4 đúng hả? Ủa sao nghe nói mày là nhân tài mà cho con trừ mày dở mà vậy? Trời ơi, uống cơm mẹ mày nuôi ghê vậy đó. Tôi chắc chắn là không có cái chuyện anh vừa nói. Đúng là hôm đó tôi có đến thắp nhang ông Cường, nhưng tuyệt đối là tôi không có nhận giấy tờ hay hồ sơ, ngay cả USB từ tay bà Cúc. Ăn bậy bạ thì lượt à, chứ nói là bậy bạ là không có lượt. Chị Cúc đã khai với tôi, chính chị ta đã đưa USB cho hai anh. Ây da, thiệt tình á, đáng lẽ chuyện này tôi không khai báo đâu, nhưng mà chơi sát gián như vậy thì coi như là tôi khai báo hết mấy cái chuyện này. Nè, A Thòn nói khai báo hết là khai báo cái gì chứ hả? Đúng rồi, chơi sát gián như vậy là phải khai báo hết mấy cái chuyện này, nhạy cảm nhưng mà buộc lòng là phải khai báo với cơ quan. À là vậy, lúc mà Cường còn sống á, là bà Cúc á, bà ghen tôi làm bậy làm bạ. Bà nói á, là tôi cặp bồ với lại chồng của bà. Rồi bây giờ á, A Cường chết rồi, bây giờ á, bà vẫn còn tức. Bà lỡ thừa, bà vu khống tôi là nói là giữ hồ sơ, giữ USB, giữ giấy tờ. Đâu có giữ đâu. Trời ơi, đừng có tin làng bà. Làng bà nó thâm lộc lắm. Nè cậu Nghĩa, tôi nói cho cậu nghe, tôi làm trong ngành kiểm sát này á đã gần 30 năm rồi. Với kinh nghiệm của tôi á, thì tôi biết là thằng Lĩnh chính là người đã giết ông Cường. Cái thằng này á, nó hung dữ từ hồi nhỏ đặng. 3 năm trước nó đã từng định giết ba của nó luôn. Thì tôi hỏi ông Can Cường là cái gì mà nó không dám giết chứ. Bây giờ á, tôi đề nghị mấy anh á, nếu muốn điều tra thì phải điều tra cho đúng hướng, đúng người và đúng tội. Tự dưng chuyện ở đâu trên trời bay xuống rồi mời tụi tôi tới đây, có phải làm phiền quá không? Thiệt là vô lý hết sức á. Dạ, thiệt tình á, mất thời gian quá lì. Bên màn sương dần đầy, chẳng đường dài mình ta bước tới. Đâu quá mà. Ờ, mẹ. Nhớ tôi mà. Mẹ. Nhớ tôi mẹ. Ơi. Xin bỏ đèn được. Nhớ tôi nhớ. Công an khu vực, tôi tán thành khởi tố vụ án này và tôi giao cho cậu làm tướng ban chuyên án. Giang hồ mang là con đường riêng, dù sai quyết không dừng lại, vẫn đi một mình dù không còn ai giữa chốn thiên thai. Một mình ta bước đi thật xa về phía cuối trời, đến nơi gợi nhớ một thời đã sinh ra trên cuộc đời. Ngàn năm thiên lý, cái sai chẳng thể tồn tại, lỡ đi chẳng thể quay lại, thế nên ta chẳng còn ai. Cúp điện thôi à. Cái đèn nó tắt rồi, đâu có gì đâu ha.
Đợi con chút nha, cô xuống con mở điện liền nha. Nha, đợi con, ngồi ngồi ở đây đợi con xíu nha. Ông già này mới đây đi đâu mất tiêu rồi trời. Ủa sao cúp điện ngoài nhà hàng xóm karaoke được? Hay là chập điện chỗ nào cho nó bị sụp cầu giáo? Cái cầu giáo của nhà này ở đâu ta? Rồi ở cái ông già ở râm này, thiệt tình luôn á. Sao á? Cầu giáo kìa. Sao vậy? Đứt cầu giáo hay gì? Dạ không, đi đâu không nhốt tôi với mẹ tôi trong nhà vậy? Rồi còn cúp cầu giao điện nữa. Không chứ muốn cho mẹ con tôi xài điện hay gì? Không phải đâu. Chắc là ổng đi đâu rồi ổng sợ là ở nhà nếu mà chập điện chập đồ không có ai giải quyết. Ổng làm vậy để cho ổng yên tâm ổng đi đó. Vụ con nít hả? Đừng có nghĩ ổng như vậy. Cái miệng của ổng nhiều khi cà khịa vậy chứ. Ổng là người rất là biết quan tâm người khác đó. Cái gì? Quan tâm cái gì? Quan tâm cái con khỉ á. Giờ tôi hỏi nha, cúp cầu giao điện vậy rồi đồ ăn trong tủ lạnh sao? Hư hết hả? Mà tôi nói rồi, ổng mới lên ổng khịa tôi ở chợ đó. Ổng nói là làm việc nhanh nhanh đi, rút khỏi đây trả lại địa bàn cho ổng. Ổng nói tôi vậy đó. Tôi đã nói rồi, tôi ở đây bao lâu thì tôi trả tiền. Cần gì phải làm vậy với tôi? Tôi đang xài máy tính ở chợ đó. Bây giờ cúp vậy rồi ao hết dữ liệu của tôi rồi sao? Cái này sơ suất thật sự luôn á. Ổng coi vậy chứ ổng là người rất là đơn giản. Ổng không có biết gì về máy tính, máy móc gì đâu. Ông già mà đơn giản tôi cùi nè. Chứ làm sao? Cái mặt ổng vàng lắm á. Thôi đi, suốt ngày cứ như vậy hoài. Tôi có phải đứng ở giữa tôi giảng hòa cho mấy người? Hết người này tới người kia. Tại sao không chung sống hòa bình với nhau được vậy? Bác Đạo ơi, bác Đạo. Ai vậy? Có nhà không bác? Công an khu vực. Cái gì? Ê. Đi lên đi. Đi đâu rồi? Ồ, Rồng đến nhà Tôm. Mấy khi có công an tới nhà? Đồng nghiệp với nhau không à? Mà Rồng với Chả Thơm nó chi xa lạ vậy? Mà sao nay đóng cửa kín mít vậy cô Mai? À, tại vì nấu cơm ở phía sau á, cho nên là phía trước đóng cửa để đề phòng ăn trộm nó vô. Hôm nay anh Tuấn tới đây có việc gì không? À, bác Đạo có nhà không? Tại vì tôi tính tổ chức họp tổ dân phố tối nay ở đây nè. Có chuyện gì vậy anh Tuấn? À, là bàn về mấy cái vấn đề an ninh với công dân bên công an phường. À, nhưng mà phải họp ở đây hả? Họp chỗ khác được không? Không, tại cái sân nhà mình nó rộng nè. Với bình thường là cũng họp ở đây. Tại vì hôm nay nhà của Mai có... Mà sợ... Vậy thôi tôi về. Rồi có gì tôi liên lạc tôi gọi hỏi thăm bác Đạo sao? À Sân à, chắc phải là cho bà Cúc một trận nhớ lời mới được. Thôi thôi A Thòn ơi, A Thòn làm ơn đừng có gây thêm chuyện nữa. Bây giờ tụi mình đó là phải án binh bất động, tránh bứt dây động rừng. Đó, ngay cả tôi và ông cũng tránh gặp nhau nữa. Công an đã đưa mình vào tầm ngắm rồi đó. Thôi, tôi đi về nha. Thưa bà con, thì có rất nhiều vụ án mà lực lượng chức năng của chúng ta đã xử lý rất là nhanh chóng. Đó là nhờ vào camera của người dân. Cho nên mà bà con mình ở đây, nếu mà ai có điều kiện thì nên lắp đặt camera cho nhà mình. Thứ nhất á, là để bảo vệ cho chính mình. Thứ hai là chúng ta góp phần bảo vệ cho khu phố của mình cũng như là phường của mình. Qua ý kiến của đồng chí Tuấn, cảnh sát khu vực thì bà con cũng đề cao cảnh giác để tự bảo vệ mình. Chứ còn ở nhà, ở đây đa số thì nghèo, tiền đâu mà lắp camera được. Dạ, thì nhà nào mà mình có điều kiện á, thì mình cố gắng lắp. Còn nhà nào mà mình không có điều kiện á, thì... Mình xài ké của nhà bên cũng được vậy. Cố ơi. Dạ, con này con. Mẹ khát nước quá à. Rồi mẹ đợi con chút, con xuống lấy nước cho mẹ nha.
Đi đâu vậy? Ở dưới đang họp tổ dân phố đó. Trời, mẹ tôi khát nước, tôi xuống lấy nước cho mẹ thôi. Để tôi xuống tôi lấy giùm cho. Chứ bây giờ lĩnh mà ló cái mặt lĩnh xuống á là có chuyện liền đó. Thiệt tình luôn á, đã biết người ta ở đây rồi mà còn kéo người về họp tổ dân phố nữa. Sáng nay là tôi đã từ chối rồi, nhưng mà tại vì bên công an phường người ta gọi trực tiếp cho ông già, nói là bây giờ đã sắp xếp hết rồi, đâu có thay đổi là thay đổi được. Yên trên đây đi, rồi tôi lấy nước lên cho. Ok. Nước đâu cô, mẹ gác nước quá à. Tí nữa mai đem lên cho mẹ nha. Ê, con nhỏ đó nó là cái gì với con, con gái hả? Nói tầm bậy. Nói vậy hả, người ta nghe được người ta lấy chỗ người ta quét con ra khỏi nhà luôn. Măng mó gì quét mình ra khỏi nhà. Con trai mẹ đẹp trai như vậy, con nhỏ đó nó mà có được con họ giống như chuột xào nít. Nói bậy không. Ủa, mẹ tôi bị khùng á, đừng để ý vậy nha. Này khôn chứ không phải khùng. Bác nghĩ sao bác nói vậy vậy? Con trai bác còn nhỏ xíu à, con có dám đụng vô đâu. Đụng vô rồi mắc công ăn tù ăn tội nữa. Ai mà dám xử tội của công an chứ. Mẹ mẹ ngủ đi, ngủ đi. Nằm xuống ngủ. Ngủ nha. Tôi biết mẹ tôi phiền lắm mà hai mẹ tôi không được bình thường á, có gì bỏ qua nha. Không sao, tôi cũng muốn lĩnh ở đây để giúp tôi phá án mà. Coi như về đi. Ê, nhưng mà tôi thấy ông già có mấy người không ổn đâu nha. Tôi sợ ông báo công an bắt tôi quá. Ở ngoài có cái phòng nào gần đây đi mà nó an toàn á, tôi để mẹ tôi ra ngoài ở cho nó chắc ăn. Tại sao lĩnh lại tính như vậy? Tính như vậy đâu có được. Mẹ của lĩnh thì đang bệnh, bây giờ lĩnh đưa đi ra ngoài ăn uống linh ta linh tinh, rồi lỡ có chuyện gì rồi sao? Thì tôi biết, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nè, còn chưa kể á, cái mặt của lĩnh bây giờ mà ló ra ngoài đường á là hết sức nguy hiểm. Cứ ở đây đi, ở nhà công an là an toàn nhất rồi, còn muốn cái gì nữa? Ha, cũng đúng. Tôi vô ngay ổ rồi, tôi đâu có sợ gì nữa đâu, đúng không? Và còn một cái vấn đề này nữa, đó là nên theo dõi về các tội phạm truy nã. Bà con nên theo dõi ở các phương tiện truyền thông. Mà nếu như mà bà con mà lỡ mà có gặp các đối tượng này thì lập tức liên hệ liền với công an. Thì đây là một cách mà chúng ta đóng góp một phần để bảo vệ cho an ninh của địa phương chúng ta. Nhưng mà ông già mấy người kỳ quá à. Cứ đi ra đi vô lùm lùm quýt quýt liếc liếc á, tôi thấy bất an quá à. Không phải là gì hết, nhưng mà thiệt sự là tôi sợ mẹ tôi bị sốc. Mẹ tôi bị sốc thêm lần nữa là hết thuốc chữa luôn á. Chuyện ông già của tôi hiểu rõ ổng lắm. Cái tánh của ổng như vậy thôi. Nhiều khi ở nhà một mình á, không có ai nói chuyện. Bây giờ có người muốn khịa qua khịa lại, nói qua nói lại. Chứ thật ra trong lòng không có nghĩ cái gì, không có sao hết. Làm người mình sống với nhau mình cũng phải dựa dẫm vào nhau chứ, đâu thể nào mình sống một mình được, đúng không? Thì bây giờ có gì thì tôi sẽ nói với ổng. Rồi. Không có gì phải lo hết. Nhưng mà nhớ nói với ổng nha. Vui thôi, đừng vui quá tôi quýt không luôn á. Trời đất ơi, mình người trẻ mà đi chấp nhận từng câu từng chữ với người lớn như vậy. Chứ mà cứ căng lên như vậy hoài rồi làm sao mà có một cái gia đình thật sự được. Gì gia đình? Ừ? Tự nhiên nói mấy cái lời gì nghe nó sến súa dữ vậy trời. Sến súa gì? Tôi nói thật mà. Nói tôi sến là sao? Ý nói tôi là cái gì, cải lương tuồng cổ bolero hả? Tôi... Ê, nói như vậy là tôi tự ái tự kỷ á nha. Tôi có nói vậy nào đâu trời. Bản thân tôi cũng thích bolero, nhưng mà ý là mấy cái lời đường mật đó tôi nghe tôi nói vậy kìa. Làm như mình là kiến vậy đó, phải dùng đường dùng mật để dựa vô. Mặt mới gì so sánh tôi với con súc sinh đó. Nói chuyện như vậy đâu có nói được. Cứ yên tâm về cái chuyện của ba tôi đi, tôi sẽ từ từ tôi nói chuyện lại với ba. Lĩnh cứ lo cho mẹ lĩnh. Bây giờ á, nếu như mà lĩnh không sợ đi tù á, thật sự cũng không có ai nói gì, cũng không ai quan tâm gì đâu. Nhưng mà nếu như lĩnh đi tù, ai là người lo cho bác gái? Có suy nghĩ tới chuyện đó chưa? Kệ. Dù sao thì tôi cũng muốn lĩnh ở đây để phá án giúp tôi mà. Chuyện này đôi bên cùng có lợi. Trời ơi, thì ra tôi cũng là công cụ của mấy người nói gì. Thì là công cụ đó, được không? Mẹ tôi ngủ, tội nghiệp mẹ tôi lắm. Cứ coi như là vì mục đích, vì lợi ích đi. Tôi được thăng chức,
Lĩnh thì được minh oan, có thể lo được cho mẹ của mình. Okay. Từ giờ tới đó làm ơn hãy hợp tác. Ừ. Chứ bộ không muốn có một cái gia đình thật sự ở đây hả? Đừng có nói mấy cái từ đó nữa được không? Nè, đừng có gieo vô đầu tôi mấy cái giấc mơ đó nha. Cái tính của tôi là biến giấc mơ thành sự thật đó. Tôi ghê lắm đó. Dạ chị lại em. Dạ chị lại em. Dạ. Chị em với nhau, đừng có suy nghĩ suy diễn lung tung như vậy. Tự nhiên cái chị em làm như người ta là nhỏ bạn đồng nghiệp vậy trời. Dạ, chào thủ trưởng. À, thầy Dũng đó à? Dạ. Ừ. Ngồi đi. Chắc anh đã đọc hồ sơ em gửi rồi chứ? Tôi đọc rồi. Xin anh cho ý kiến ạ. Đây là chuyện nghiêm trọng đó. Ừ. Chắc có lẽ đây là vụ án làm chấn động cả nước nè. Nhiều bằng chứng cho thấy đứng phía sau công ty công nghệ cao là anh Thạch cục trưởng và rất nhiều cán bộ cấp cao. Tôi hiểu mà. Nếu như xử lý chuyện này thì chắc chắn phải xử lý luôn những cán bộ cấp cao đó. Em chờ chỉ đạo của anh. Theo chủ trương phòng chống tham nhũng của Trung ương đưa ra đó, có một cái quy tắc là không có vùng cấm. Vì vậy đó, tất cả mọi cán bộ dù ở cấp bậc nào khi vi phạm đều phải xử lý nghiêm minh. Anh nói vậy em mừng lắm. Nói thật, cái sòng bạc này á, nó gây ra nhiều tác hại to lớn lắm. Không xử lý rõ ràng, chúng ta không xứng đáng với trọng trách mà đảng và nhà nước giao phó, nhân dân tin cậy. Tôi tán thành khởi tố vụ án này. Và tôi giao cho cậu làm trưởng ban chuyên án. Còn tổ chức lực lượng chuyên án như thế nào theo ý cậu. Tuy nhiên, đây là vụ án đặc biệt nhất từ trước đến nay, vì nó có dính líu rất nhiều đến cán bộ đầu ngành của chúng ta. Vì thế phải tiến hành bí mật. Có như vậy đó thì chúng ta mới xử lý tốt được. Dạ, em hiểu. Đây là cuộc chiến rất là khốc liệt. Chúng ta không thể nào khoan nhượng cho bất kỳ một ai hết. Cậu hãy dũng cảm mà chiến đấu giành thắng lợi. Dạ. Anh em thành phố chúng em rất cảm kích vì quyết định này của thủ trưởng. Em sẽ làm sáng tỏ vụ này với quyết tâm cao nhất. Tốt lắm. Ý trời ơi. Cô Tắm hiện hồn hả? Thiệt không đó ta? Hay là có ý đồ gì đây nghe? Ê, làm được thì làm. Làm không được không ai ép nghe. À. Trời đất ơi. Ai trời. Trời ơi là trời, tao nói nhà sạch bon rồi còn quét cái gì nữa. Thôi đưa đây, đi xuống đây. Đi xuống đây rồi cái tao nấu canh chua cho ăn. Đi. Con chào ba, con chào bác. Ừ. Thôi. Ngồi yên đó nghe. Nghe rõ không? Canh chua hả? Ừ, nấu canh chua. Canh chua ngon lắm á. Công chúa thích ăn cái đó đó. Ừ. Ây da. Ủa rau này là rau gì vậy? Rau này giống rau bạc quá vậy. Mà bạc gì vậy? Tôi biết rồi. Bạc phẩm má hồng giống tôi đúng không? Thôi ngồi yên đó. Ngồi yên đó đi. Nói nghe nè. Sanh được đứa con trai, nhớ dạy nó cho đàng hoàng tử tế. Dạy nó phải biết lễ phép, phải biết kính trên giường dưới. Ăn nói với những người lớn tuổi á thì phải có thưa, có trình, nghe không? Dạy nó đi ra đừng có để người ta ghét. Ra đời sống mà để người ta ghét là sống vậy khó sống lắm. Được rồi, ngồi yên xuống. Lặt cái này rùm coi, nghe chưa? Nhớ vậy đi. Bị vậy lâu chưa? Uống thuốc nhiều không? Uống thuốc mà không hết hả? Nặng hả?
Rồi giờ không biết bệnh khùng có bị lây không đây nè trời. Rồi giờ ngồi nói chuyện mình với con khùng hả? đúng rồi. Chắc cũng lây tới tôi rồi không chừng nữa. Xong rồi. Tình hình thế nào rồi? Ổn chú. Để tôi gửi cái này cho chú. Ok. Vậy rồi hả? Ừ. Làm tới đâu rồi? Đang làm. Có tin vui nè. Gì vậy? Sếp Dũng báo là bộ trưởng đã đồng ý khởi tố vụ án Sòng Bạc rồi đó. Vui không? Trời, cái đó là mấy người vui hơn rồi. Bây giờ thì có thể yên tâm mà chiến đấu rồi. Nè, tôi báo cho ông tin đừng giật mình nha. Ba tôi phá gì nữa hả? Trời ơi, ông sợ tôi đánh, ông đâu dám lên đây đâu. Chứ tin gì? Nhóm hacker của D-Web á, có một người làm công an. Cái gì? Lĩnh nói lại coi. Trong Sòng Bạc có một người làm công an. Tên là gì? Không biết. Nhưng mà chuyện của mấy người thì mấy người xử nha. Còn tôi phải lo xong chuyện của tôi đã. Ủa mà xong chuyện gì? Tôi đang giết một con virus đến từ địa ngục. Đi ra ngoài đi. Tôi sắp xong rồi, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đi. Hello. Sao? Vẫn chưa chịu nhập cuộc nữa hả? Tôi đang chờ cảm hứng. Người ta nói đỉnh cao của công nghệ nó chính là cảm xúc, chứ không phải là kỹ năng, hiểu không? Nhưng mà tôi nghĩ cô không hiểu gì đâu. Ok ok. Được rồi. Cậu muốn cảm hứng, tôi sẽ cho cậu cảm hứng. Hôm nay tất cả chúng ta ở sớm đi bao ok chứ hả? Yeah. Nhưng mà xung quanh là nữ không, rồi có mình tôi nam, do đó tôi bị ăn hiếp hay sao? Ở đó mình muốn nam có nam, muốn nữ có nữ, có tiền là có tất cả. Các bạn muốn gì Linh Lê chịu. Yeah. Okay, thank mọi người you. Mọi người đi trước đi, Linh Lê sẽ gửi cho mọi người định vị. Ok. Hello anh đi. Đi ba nha. Ok. Cái thằng quỷ này nguyên ngày hôm nay không ăn cơm gì hết, bộ không biết đói sao trời. Cái gì vậy? Sao con không ăn cơm đi? Suy nghĩ cái gì? Chuyện gì tôi để mai tính. Con không ăn còn đau bao tử đó. Bà. Ừ. Bà thấy anh Phong ảnh sao? Ý trời đó, coi bữa nay hỏi thăm Phong. Bộ muốn quay lại hả? Không, không phải ý đó. Ý của con là... Bà thấy thằng Phong á, nó là người tốt. Nó xứng đáng với con đó. Không phải. Thôi thôi thôi, ba đừng có nhắc tới anh Phong nữa. Ba ăn cơm đi. Có vô duyên á, mày nhắc với ba nhắc hồi nào. Điên khùng gì đâu à. Cái đống báo cũ đó, bà thấy cái thằng quỷ nhỏ trên lầu hình như 3 năm trước nó giết hụt cha nó hả?
báo chí viết không có đầy đủ. Lĩnh làm vậy là có lý do hết. Lý do gì? Tội giết cha là đại nghịch bất đạo. Lý do không có lý do gì mà bào chữa được hết á. Ba nhìn mẹ Lĩnh nè. Mẹ của Lĩnh bị như vậy là do ba Lĩnh đánh đó. Lĩnh thấy vậy Lĩnh tức quá mới túi xăng đốt ổng. Ba không có biết rõ câu chuyện, ba đừng có nói linh tinh. Nè, cái chuyện là sao mày kể tao nghe coi. Hôm nay truyền hình không có phim gì để coi hết. Con kể cho ba nghe cho đỡ buồn coi hả? Trời đất ơi, cái chuyện của gia đình người ta mà ba làm giống như cái chuyện giải trí vậy đó. Thì mày kể cho ba nghe coi có gì đâu. Ừ thì nghe đâu ngày xưa á, ba của Lĩnh là chùm của một băng đảng bán thuốc phiện ở biên giới đó. Alo Mai hả? Còn thức không? Tôi có chuyện muốn nói nè. Đi đây đi nè. Mai nè. Tại đây. Chuyện gì vậy? Xong rồi nè. Xong gì? Nghe tôi nói nè. Tôi vừa mới viết xong con virus ác quỷ của địa ngục ha. Tối nay là xác dán cho tụi đi web luôn. Nè hả? Bà phải phối hợp với tôi ăn ý nha. Kế hoạch là như thế nào? Cái này nè, là xà quyệt của tụi đi web nè, thấy không? Ừ. Ừ, bộ não của 999 Club là nằm ở đây. Ừ. Trong này không phải là người thường. Ừ. Tụi này là một bọn khủng, là dân hacker loại pro. Ừ. Nhớ nha. Nhắn cái này qua cái máy cho Mai đi. Rồi. Rồi. Nè, Lan nghe nè. Bây giờ mình sẽ có hai hướng tấn công. Ừ. Một là nhắm trực tiếp vào trụ sở của DBC. Ừ. Hai là nhắm trực tiếp vào tụi đi web. Ừ. Ok không? Ok. Không hơn không kém, đúng 6 giờ sáng ngày hôm nay ập vô niêm phong toàn bộ hệ thống máy chủ của 999 Club cho tôi và bắt luôn tụi đi web ở trong khu biệt thự. Hả? Bây giờ là 1 giờ. Ừ. Không lẽ bây giờ Lĩnh muốn Mai đi liền? Chứ đợi gì nữa. Thời cơ tới rồi. Qua khỏi là không có đường binh đâu nha. Ok, Mai lên đơn vị liền. Ê khoan khoan, nhưng mà khoan, còn nữa nè. Gì nữa? Cũng không sớm hơn, không trễ hơn. Đúng 6 giờ ngày hôm nay Mai nói với lại mấy cái người làm về bộ phận kỹ thuật ở bên bà đó. Ừ. Nói là đóng băng toàn bộ hệ thống máy chủ của 999 Club để phòng ngừa là tụi này sẽ có cái chiêu gì khác, có hiểu không? Không hiểu. Đơn giản nha, đơn giản nha. Đem cái lời của tôi lên nói với mấy ông trên bộ phận kỹ thuật, mấy ông sẽ hiểu. Còn nếu như mấy ông không hiểu thì tôi cũng không hiểu mấy ông lên trển làm công ăn lương cái kiểu gì luôn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là toàn bộ cái phòng an ninh mạng đó cả tháng nay không có đột nhập được vào trong hệ thống máy chủ của 999 Club. Thì đây đó là lý do vì sao con virus ác quỷ địa ngục của tôi ra đời. Rồi. Ủa, mà hôm nay làm gì nói chuyện cục xúc quá vậy? Rồi kêu tôi là bà này bà nọ nữa. Bộ tôi già lắm hả? Ừ. Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha. Nói chuyện mà không đàng hoàng tôi giận tôi không đi nữa đó. Cái gì dở chứng vậy trời? Tôi nói rồi, đối với tôi tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là hai đứa mình phối hợp ăn ý với nhau. Có hiểu chưa má? Gì má nữa? Đồng chí Mai đi giùm tôi đi, trễ giờ bây giờ. Cái miệng. Nè, đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng nên tôi tha đó nghe chưa? Lần sau mà nói chuyện như vậy nó đi á, mà tôi không có tha nữa đâu á. Thì chứ bây giờ muốn kêu bằng cái gì? Bây giờ phải kêu bằng mà nãy giờ nói gì quên rồi. Bị Alzheimer hả? Nói tiếng trước tiếng sau quên liền hả? Thông tin rất là quan trọng nha. Bây giờ tôi viết vô đây, lên nói với người ta y chang trong này là được. Ừ. Đưa cho mấy ông phòng kỹ thuật giùm tôi. Nhớ nha. Đi. Gà gáy bây giờ đi lẹ lên. Oh, my God.
Trần Vũ mang ngấm rượu rồi kìa. Thiên tài cũng là con người thôi mà. Sao rồi Mai? Báo cáo đi. Thời cơ đến rồi sếp. Rạng sáng ngày hôm nay chúng ta có thể đánh úp vào trong trụ sở của 999 Club. Đây là bản kế hoạch đánh. Sếp xem qua đi. Rồi. Chứ có ai mà xấu quá vậy? Sao chính tả tùm lum hết? Đây là chữ của một cậu bạn của em viết. Dân vi tính mà. Viết chữ không có đẹp lắm. Anh thực sự muốn biết cậu bạn này là ai. Có vẻ cậu ta có năng lực đặc biệt đó. Anh muốn gặp cậu ta. Trước sau gì thì anh cũng sẽ gặp thôi. Nhưng mà bây giờ có việc quan trọng hơn nè. Chuyện gì? Trong đội ngũ của chúng ta có kẻ phản bội. Ai vậy? Anh có điện thoại chờ anh chút. Dạ em nghe sếp. Cậu đang ở đâu vậy? Về cơ quan đi. Dạ. Ngay bây giờ hả? Có chuyện gì không sếp? Có việc quan trọng. Về liền nha. À, dạ dạ. Nhưng mà chắc khoảng 2 tiếng nữa em mới về nha. Tại vì em đang đi đám giỗ bạn ở dưới Bình Dương. Có chuyện gì vậy anh? Anh Dũng gọi anh về đơn vị gấp. Thôi, ở chơi đi, sáng mai về. Anh không biết có chuyện gì nữa, chắc chuyện quan trọng lắm. Đúng 6:30 sáng, anh em ở phòng an ninh mạng sẽ nhận được lệnh tổng tấn công vào hệ thống của 999 Club. Tất cả anh em chỉ được hành động theo lệnh chỉ huy của tôi. Không được tác nghiệp sớm hơn hay trễ hơn. Anh em rõ chưa? Rõ. Mấu chốt của lần tấn công này nằm ở thời điểm hành động. Tất cả phải theo lệnh của chỉ huy. Mọi thứ phải diễn ra thật khớp với nhau thì khả năng phá án mới thành công được. Mọi người có thắc mắc gì không? Cứ hỏi, tôi sẽ giải thích. Tại sao chị Mai có thể chắc chắn là chúng ta sẽ đột nhập thành công vào máy chủ 999 Club? Vì cả tháng nay chúng ta đã thất bại rồi. Lần này sẽ được. Anh em cứ yên tâm. Báo cáo, đội cảnh sát cơ động đã có mặt, xin chờ lệnh. Các đồng chí, đây là trận chiến bản lề của chuyên án này. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí phải tập trung cao độ. Chúng ta không thể bỏ lỡ thời cơ tốt này. Đề nghị tất cả mọi người phải tuân theo mệnh lệnh chỉ huy của đại úy Hoàng Mai. Rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Em đi nha sếp. Thành công nhé. Sao không thấy đồng chí Phong ta? Chắc là ảnh đi xa chưa có về kịp. À. Đang về nha. Có thông tin chính xác chưa? Ok, gửi định vị cho chú liền. Ok, 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 ok. Phong à. Sao trễ vậy? Dạ, em xin lỗi sếp, tại em ở xa cho nên về hơi trễ. Uống rượu à? Có chút chút. Tại hôm nay sinh nhật bạn thân cấp 3 của em, cho nên dưới biên hòa về hơi trễ. Mà sếp kêu em gấp vậy có gì không sếp? Ủa, sao lúc nãy là nói là đi đám giỗ Bình Dương?
giờ lại là sinh nhật ở Biên Hòa. À, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên là nhiều show ăn nhậu quá anh, mệt quá. Sáng giờ em cũng quải quá trời luôn. Nhưng mà làm nghề này á, nhậu vừa phải thôi. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Sáng sớm mai, chúng ta tấn công sòng bạc 999 Club. Về rồi, tụi nó xỉn quá trời xỉn. Xong chưa? Sắp xong. Nhận hàng con quỷ địa ngục. Anh Phong về kìa. Chào mọi người nha. Chào anh Phong. Chào anh. Phòng này xịn hơn anh Phong. Hơi hơi thôi. Anh biết chuyện gì chưa? Chúng ta sắp... Biết rồi. Cục sạc cũng cho mượn á. Cảm ơn. Trời ơi, nghe mùi rượu nồng nặc luôn á, mà kêu hơi hơi. Anh Phong dạo này khác quá, không giống như ngày xưa lúc nào. Thì còn chuyện gì nữa, chắc là buồn chuyện bà Mai á. Có quỷ địa ngục vào mái chỗ. Bọn nó đâu rồi? Xỉn hết rồi. Tao làm thấy mẹ luôn. Thằng quỷ đó ôm gái ngủ. Chiến này tao không quánh nó, tao làm con mày. Con quái thú của mày nặng thiệt luôn á. Không nặng đâu. Từ từ. Làm chết mẹ
luôn vậy đó. Rồi ôm gái, ôm hai con nữa chứ. Ôi vậy hai em làm cái gì anh vậy? Trời đó. Ơi hai em thôi, một đứa còn không đảm bảo chất lượng mà hai em. Dạ ngủ. Đi xuống. Từ từ nhỏ nhỏ thôi. Làm thí mẹ luôn ha. Ha, sướng quá. Ôm gái à. Đang ngủ mà tự nhiên kéo ra cho ngủ. Nè, canh không ngủ nha. Khi nào tôi làm xong rồi dọn. Nghe chưa? Nha. Ok. Quá chuyện không à. Báo cáo, đội 2 đã đến điểm tập kết. Giữ nguyên vị trí, chờ lệnh của tôi. Ưu tiên giành lấy quyền kiểm soát tòa nhà này. Mấu chốt là ngăn cản họ báo động. Tôi hiểu. Nếu cần thiết, anh cứ ngắt điện toàn bộ tòa nhà này, kiểm soát tất cả các lối ra vào và thang máy. Tòa nhà này có hai lối thoát hiểm chính. Tôi sẽ cho tổ 1 kiểm soát hai lối ra vào đó. Tổ 2 sẽ trấn giữ tòa nhà chính. Tổ 3 vòng ra phía sau bao quát xung quanh. Nhất trí. Không biết á là Hoàng Mai sẽ nhờ ai giúp chúng ta vụ này, nhưng chắc chắn phải là một người có chuyên môn cao. Anh về tới thành phố chưa? Không xong rồi. Sáng nay Lâm Dũng cho quân tập kích ở trụ sở DBC của em đó. Cái gì? Đang có một chiến dịch lớn nhắm vào công ty DBC của em đó. Nghe rõ chưa? Không thể như vậy được. Ông Dũng biết thừa cái chuyện bây giờ tấn công vào trụ sở DBC của em là một phương án rất tệ. Cho dù bây giờ ổng có tiếp cận được với mấy chủ cũng không thu thập được bất kỳ bằng chứng gì. Khi đó ổng sẽ phải chịu trách nhiệm trước ông Linh và ông Thạch. Ông Dũng thừa biết hệ thống dữ liệu của DBC sẽ tự hủy trong vòng 30 giây. Nhưng có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Bất thường? Bất thường là cái gì bất thường? Anh nói đầu đuôi cho em nghe coi. Anh không có nắm hết. Anh say quá nên anh ngủ quên. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trụ sở. Anh em đang tập trung ở đây chờ lệnh của Hoàng Mai. Hoàng Mai? Hoàng Mai thì có khả năng giải quyết gì trong chuyện này? Anh tôi không biết nữa. Nhưng em đừng chủ quan. Hãy kiểm tra lại tất cả đi. Anh cảm nhận tình hình đang rất xấu đó. Đâu? Chó chết! Trời! Mày làm cái gì đó hả? Chưa, từ từ, khoan. Mình đánh, chưa có xong. Mày là ai? Tao hả? Tao là con quỷ của địa ngục. Cái quái gì vậy hả? Hôm qua tụi bay nhậu cả đêm còn tao không uống một giọt nào. Tụi bay đứa nào mạnh hơn đứa nào á. Cứ bình tĩnh đi con bánh bèo vô dụng. Mày. Đứng lại đó. Xong phim. Chết tiệt. Xong rồi. Đi lên chuẩn. Xong chưa? Hả? Xong rồi. Rồi. Lẹ lên. Lẹ đi. Đi cửa chính nè ông nội ơi. Quên. Đi cửa chính nè. Ơi ơi, con chiếc xe quay nè. Lẹ quá. Hơi quá. Ê. Xong rồi nha. Tụi tao giọt đây nha. Ok. Hôm nay là ngày tàn của tụi đi web. Xuất phát. Đi. Xong. Đã đột nhập vào 999.club. Nhưng hình như hệ thống bảo mật của chúng không còn hoạt động như trước.
Gào rắn hổ mang. Cuối cùng tao cũng biết mày là ai rồi. Joker. Mày giỏi lắm. Chờ đó đi. Đừng giỏi. Tôi ở đây chờ mà. Ok. Một nhóm khống chế phòng quản lý, một nhóm kiểm soát lối ra vào, nhóm còn lại chặn hết tất cả các cửa thang máy. Nhanh lên. Các người đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi là lực lượng cảnh sát tới đây để khám xét toàn bộ khu vực này. Mong mọi người hãy hợp tác. Khám xét à? Là anh đâu? Các người biết đây là đâu không? Đây là trụ sở của công ty DBC trực thuộc Cục An ninh mạng. Chúng tôi có lệnh khám xét nơi này. Vậy là anh đâu? Đưa cho tôi xem. Bắt giữ anh này lại. Ê! Các người đang làm gì vậy? Điên à! Giám đốc, có chuyện rồi. Ôm xồm vậy hả? Còn sớm mà. Công an đang lên kiểm tra kìa giám đốc. Cái gì? Em ra ngoài coi đi. Tất cả bộ phận mềm tự hủy dữ liệu cho tôi. Chạy lên kìa giám đốc. Cái gì vậy? Sếp đâu rồi sếp ơi? Sao vậy giám đốc? Sao cần cái gì nữa? Chạy đi. Chúng tôi là cảnh sát. Đề nghị tất cả giơ tay lên đầu. Không được đụng vào máy vi tính. Tất cả ra ngoài. Đồng chí, niêm phong tất cả máy vi tính. Mấy người làm gì vậy? Thời đại 4.0 rồi, sao lại còn chạy trốn như con nít vậy? Mấy người không biết đang đụng vào ai đâu. Rồi mấy người sẽ hối hận. Võ Trung Công, anh đã chính thức bị bắt. Đưa đi. Lại ra. Xin mời. Alo. Báo cáo thủ trưởng. Chiến dịch đã kết thúc. Các mũi tên đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã bắt được Võ Trung Công và nhóm hacker chuyên nghiệp đi web. Tốt lắm. Tôi tự hào về đội ngũ của chúng ta. Nhưng có một vấn đề. Linh Lê đã trốn thoát được. Như vậy trong đội ngũ của chúng ta có... Giờ chuyên gia Linh Lê á, chúng ta sẽ giăng lưới sao? Làm như vậy thì đã tốt lắm rồi. Dạ.